Thế Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn không rời khỏi màn hình của Việt TV và mời cô Angie Hồ Quang quay trở lại. Bây giờ tiếp tục nhé. Tôi nói là chúng ta có những người làm cho chính phủ liên bang sẽ được hưởng 3 chi phiếu. Một là chi phiếu an sinh xã hội. Hai là chi phiếu FER, Federal Employee Retirement System. Mình biết tắt của nó là gì ạ? F-E-R-S. Nhà FERS, okay. Rồi một cái quỹ mà mình mỗi tháng mình bỏ tiền vào là Thrift Saving Plan. Thì khi mà mình đóng góp vào cái quỹ đó thì mình đóng được tới bao nhiêu phần trăm thì chính phủ sẽ match cho mình up to 5%. Có nghĩa là tôi lấy cụ thể hơn, trong năm 2016 Sở Thuế cho phép mình được quyền đóng góp vào cái quỹ Thrift Saving Plan là 18.000 một năm. Những vị trên 55 tuổi được quyền có thêm cái catch up là 6.000 nữa. Khi mà mình đóng góp vào cái quỹ đó thì chính phủ, nếu mà mình đóng góp tới cái tối thiểu là 5% thì chính phủ sẽ match, sẽ bỏ tiền vào cho mình 5% trên cái số lương của mình. Đến khi mà ông về hưu đó thì trên cái FER đó nó có một cái option, có những chọn lựa là ông chỉ lãnh cái phần đó cho ông suốt đời thì cái số tiền sẽ cao hơn. Nếu ông chọn là khi ông qua đời rồi, cái số tiền đó còn lại sẽ được hưởng khoảng 50% cái số hưu mà ông đang lãnh đó cho cái người vợ cho tới khi suốt đời. Thì ông hỏi có nên file separate? Cô thấy cái trường hợp nào thì sẽ better hơn cho ông ạ? Ok, cái theo tôi biết đó, nếu mà bà vợ ông quá trẻ thì nên để lại cho bà, tại rủi mình đi sớm đó, bà không có tiền. Còn nếu mà nhắm coi bà năm nay thì cũng được 63 rồi. Dạ, nhưng mà tôi lưu ý một chuyện nhé, thường đàn bà chúng tôi sống lâu hơn đó. Yeah. Tôi nhớ có một lần tôi trăn trối. Thì Nhung thấy cô nói câu này mà cô rất là tự hào. Yeah. Tôi trăn trối với ông chồng tôi là khi em chết thì anh nên làm này, anh làm lên kia gì gì. Thì ông chồng tôi chỉ trả lời một câu rất gọn nhẹ: đàn ông chúng tôi chết trước, khỏi trối. Trối hay không là anh trối cho ba, trối cho mẹ mình, với mẹ mình không cần trối cho ba. Thành ra ông yên tâm, ông sẽ đi trước nhá. Thì nếu mà ông nhắm rằng ông đi trước đó thì ông chọn lựa cái option là có survivor's benefit, là cái người vợ của ông sẽ được hưởng một phần 50% trên cái túi tiền phơ của ông đó, thì ông có thể chọn hưởng đó như vậy. Còn nếu mà ông nhắm là vợ ông mà bệnh hoạn, có thể bà đi trước, thì tại sao phải để cho một cái người mình nghĩ rằng sẽ đi trước mình? Vậy thì như vậy, tôi xin lưu ý nhé, cái chi phiếu SSA, ông cho biết là ông làm được việc, ông việc nhiều lương hơn bà, thì khi ông mất, bà tới cái tuổi 66, bà sẽ được hưởng cái mức lương mà ông lãnh khi ông về hưu. Với cái chương trình FER, thì ông, cái đó là cái quyền chọn lựa của ông, là ông có chọn lãnh một mình của ông tới suốt đời, hay là ông lãnh một số tiền ít hơn chút nhưng mà ông mua cái insurance đó cho bà, nghĩa là khi ông chết bà sẽ lãnh được phân nửa cho tới suốt đời của bà. Còn cái 401k đó, hay là ở đây là cái Thrift Saving Plan của chính phủ liên bang, thì ông có quyền để là designate cái người beneficiary là bà nhà. Vâng. Và một cái câu hỏi ông hỏi đó hồi nãy thì Nhung cũng có đọc, đó là cả hai cái benefit của cả hai vợ chồng này nè, nếu như mà hơn cái số tiền 2.428 đồng một tháng đó thì những cái benefit họ sẽ bị giảm đi, có đúng không? Điều đó có đúng không? Không có. Không có chuyện đó. Vâng. Yeah. Vậy thì cái việc mà bà sẽ claim theo cái benefit của ông, hoặc là hai ông bà sẽ claim riêng biệt ra thì tùy là ông tùy theo cái bài toán của mình thôi. Nha. Tại vì nếu bây giờ nói chuyện thuần trên SSA, thì SSA tôi lấy thí dụ ông A và bà B. Ông A được lãnh 1.800 đồng, bà B được lãnh 1.000 đồng. Thì cho dù bà B có đủ điều kiện về tuổi tác, nhưng mà cái 1.000 đồng nó cao hơn cái phân nửa của 1.800 là 900. Thì hồn ai nấy giữ, phải không? Cho đến khi mà ông qua đời đó thì bà mới có quyền được tăng tới cái số 1.800 của ông. Tôi không biết ông có phải hỏi trong cái tinh thần cái luật là trong quá khứ đó thì người vợ hay người chồng
nếu cái người nào mà làm nhiều lương hơn đó, thì cái người hôn phối của mình có quyền lãnh 50% của người chồng hay vợ, rồi để dành cái phần tiền của mình cho tới 70 tuổi. Tôi lấy thí dụ, tôi 66 tuổi, ông xã tôi cũng 66 tuổi. Tiền hưu của tôi là 1.000 đồng. Tiền hưu của ông xã tôi là 1.800 đồng. Nếu tôi lãnh cái tiền hưu của chính bản thân tôi thì nó cao hơn. Yeah. Phải không? 1.000 cao hơn cái phân nửa của 1.800 là 900. Thì như vậy, hồn ai nấy giữ. Tôi sẽ có một sự chọn lựa là thôi bây giờ tôi không lãnh cái tiền hưu của tôi ở cái tuổi 66. Tôi chỉ lãnh 50% cái số tiền hưu của ông xã tôi là 900. Đúng không? Yeah. Rồi tôi mới để dành cái 1.000 của tôi cho tới năm tôi 70 tuổi. Năm tôi 70 tuổi, mỗi năm mà tôi lãnh trễ thì cái số tiền hưu trên chính hồ sơ làm việc của tôi sẽ tăng 8%. Có nghĩa là tới năm tôi 70 tuổi, cái số tiền hưu 1.000 đồng của tôi sẽ được tăng lên tới 1.320 đồng. Yeah. Nhưng mà với cái sắc luật mới nhất gọi là Budget Bipartisan 2015 thì chính phủ có quy định rằng chỉ có những người sinh trước tháng Giêng năm 1954 mới có được cái đặc quyền là lãnh 50% của chồng hay vợ rồi để dành cái phần của mình cho tới 70 tuổi. Còn những người mà sinh sau năm 1954 thì sẽ không có cái đặc quyền dạ, đó. Sẽ không có cái đặc quyền đó mà của ai người đó lãnh. Dạ vâng. Và một câu hỏi thứ hai cũng của vị khán giả Scott John đó là cái pension mà ở cái nơi làm việc của tôi đó, nó có ảnh hưởng đến cái SSA benefit hay không? Dạ không. Ông cũng là làm việc cho chính phủ, nhưng như tôi thưa, những vị mà làm việc cho chính phủ liên bang sau năm 1983 thì chúng ta đều có đóng thuế an sinh xã hội. Chỉ đặc biệt những người làm việc cũng cho những cái cơ quan chính phủ nhưng mà không đóng thuế an sinh xã hội, tôi xin đơn cử. Chẳng hạn như những vị làm cho sở học chánh, những vị nếu mà ở tiểu bang Texas, ở Dallas, Texas, là những vị làm cho John Philip Smith, hay là những vị làm cho Portland Hospital, hay là có những cái chính phủ của thuộc chính quyền địa phương đó, như là City, thì thông thường những vị nhân viên làm việc cho City không có đóng thuế an sinh xã hội. Một khi mình có những cái năm tháng làm việc có đóng thuế an sinh xã hội, bên cạnh đó có những năm tháng mình làm việc cho một cái cơ quan không có đóng thuế an sinh xã hội, lúc bấy giờ thì cái số tiền an sinh xã hội của mình sẽ bị giảm dựa theo cái pension của chính phủ mà nơi đó mình không đóng thuế. Dạ. Và riêng đối với trường hợp của ông thì cái tiền pension ở chỗ làm thì không có ảnh hưởng. Không ảnh hưởng là tại vì ông có đóng thuế an sinh xã hội trong thời gian ông làm việc cho nhà bưu điện. Được. Và câu hỏi thứ ba cũng của ông, đó là tôi dự tính, tôi định là sẽ tiếp tục cái bảo hiểm sức khỏe ở nơi làm việc cho cả hai vợ chồng tôi. Vậy thì cái Medicare mà Part A đó, nó có giúp ích được gì cho cái bảo hiểm sức khỏe này không ạ? Dạ, cái Medicare Part A đó thì là một cái bảo hiểm để sử dụng mỗi khi mình vào bệnh viện. Thì Medicare Part A ông không phải đóng bảo phí, thì ông cứ ghi danh trong trường ông hợp ông đã ghi danh rồi. Dạ, thì cái đó điều đó nên làm. Yeah. Thì khi mà mình vào bệnh viện đó thì health insurance ở nhân viên của chính quyền liên bang thì có một điều may mắn, privilege là hơn người ở cái điểm là khi mình đi làm mình vẫn được hưởng health insurance của sở, đến khi mà mình về hưu mình vẫn có quyền được tham gia vào chương trình bảo hiểm sức khỏe của sở. Hồi xưa mình thậm đi làm, thậm chí mình về hưu rồi mà mình vẫn còn tiếp tục được không? Tiếp tục mua. Yeah. Hồi bây giờ đó thì mình mua, cũng mua, nhưng mà mình mua khi mà retire thì hết. Không. Bây giờ mỗi một tháng đó tôi lãnh lương. Tôi thấy bị chặt đâu một khúc rồi. Là cái chặt khúc đó là bỏ vô cái tiền mua bảo hiểm sức khỏe. Còn cái khi mà mình về hưu, mình vẫn tiếp tục đóng cái số tiền đó. Nhưng mà mình lãnh cái tiền lương hưu rồi, mình mới bắt đầu từ cái lương hưu của mình trả vô. Yeah. Nhưng mà mình vẫn được tiếp tục duy trì ở dưới cái group insurance, mình trả cái tiền so ra đối với những người mà khi về hưu
ở một cái giá rất là phải chăng. Vâng, và câu hỏi cuối cùng thì Nhung cũng hy vọng là kịp thời gian, đó là nếu mà tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến năm tôi 70 tuổi và vợ tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến năm bà 66 tuổi thì liệu là cái income của hai chúng tôi có ảnh hưởng tới cái SSA benefit theo những cái luật hiện hành hay không? Dạ không. Dạ, cái SSA là quyền lợi của ông thì ông được hưởng cho dù làm việc cho tới... Dạ, làm việc bao nhiêu nó không hưởng, chỉ con cái là Uncle Sam vẫn luôn luôn đi theo mình để mình có thu nhập cao thì sở thuế sẽ yêu cầu mình đóng thuế lợi tức, có vậy thôi. Thì Dung cảm ơn cô Hồ Gà rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Thì Dung cũng có nhận được thư của một vị khán giả tên là Tuyết Nguyễn, nhận vào ngày 1 tháng 4 và mong quý vị vẫn tiếp tục đang theo dõi nha. Nếu như quý vị có những thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội, hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ ansinhxahoi@vsv.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Thì Nhung mời cô Hồ. Dạ, thì cảm ơn Thi Nhung đã dẫn chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn quý vị trong lần phát hành kỳ tới.